Lại được em Trang và em Quỳnh mời ở lại ăn cơm. Đi đang rủ đi bắt cá. Này em Quỳnh, em rủ vào nhà em chơi, em đang xuống ao để bắt cá đây. Ôi sao cá ao này cạn nước này. Đấy à, cạn nước để gạ ao mới à. Ok để anh em. Bắt được không? To không đấy? Ui. Bắt cá. Em đuổi Quỳnh em đuổi. Thò tay vào sờ vào nó cắn không? Trời ơi. Không có cắn đâu. Hiền lắm. Hai con đi vào luôn giỏ rồi. Rồi thế thôi. Được chưa? Thôi. Ô, con này to này. Đấy con nào lấy con to, lấy con to. Con để bé bé tí. Hai con liền. Rất là to. To anh nước cạn này nó vẫn sống nhỉ? Ủa này to này anh này. Ủa đây đây này. Nhiều mà. Bao sao con cá sức nghịch bùn mà. Quỳnh bắt cá chế biến mời anh món gì đây Quỳnh ơi? Con này á? Con này có mẻ nướng. À, ướp mẻ nướng à? Riêng. Rồi, bắt được rồi anh ơi. Em Trang không xuống bắt cá cùng à? Em cổ vũ mọi người. Đây cá đây mọi người nhá. Cá chê phi. To chưa anh ơi? Đây. Đây em Quỳnh em sẽ chế biến món gì đây? Dạ cái con cá này thì theo em nó làm rất là nhiều món nhưng theo em chỉ thích ăn cái kiểu mà ướp riêng mẻ. Thế tí, à thế tí là mình làm món cá chê ướp riêng mẻ à? Nướng à? Chân tay em Quỳnh xuống bùn này. Bắt cá mời anh từ tận Hà Giang này. Đấy rất cảm ơn em nhé. Có gì? À. Mang cái vợt lên. Chắc bùn thế. Hơi nặng thế. Toàn bùn không? Đi rồi nhỉ. Đây là nhà em Quỳnh rất nhiều vịt nhé. Món kia là làm tiết canh thì sẽ ở đấy. Em Quỳnh vừa đi bắt cá về giờ em đang chuẩn bị mổ cá để chế biến món nướng nhá. Đây là em Quỳnh em đã mổ xong cá này. Em tí chế biến một món này, nướng này em. Vâng ạ. Đầu tiên đến nhà em Quỳnh em này mời lại ăn cơm nhá. Rất chi là ngại. Trên em thoải ô, cá có trứng nhỉ? Trứng mà em đang cắt thịt ra. Ôi trứng này, nhảy ra đi. Rồi hết nhảy rồi, đây là trứng cá. Nhưng món trứng này để làm gì em nhỉ? Em không biết đâu. Có điện này. Có điện là sáng không? Chẳng thì lấu dưa thôi, đầu chắc lấu dưa thôi. Anh ơi, nhà anh có băng chua không? Anh đâu ơi, nhà anh có băng chua không? Cái này làm được kiểu gì đó? Ba quả đầu nó này. Đây hiện tại em đang ướp muối gì à? Em rửa muối. Em rửa muối qua xong mình bắt đầu là thái à? Được. Thái không hay là để như này nướng em? Cắt khúc ra. Cắt khúc ra là nướng à? Nướng cả con cho nó tiện hơn. Mà thôi, con này cắt
Rồi rửa, rửa xong này bắt đầu bóp muối, xong này là muối đổ à, vừa đổ nước hết tin nhớt à? Cái đó trồng ướp à hay bóp? Bóp. Ướp chứ. Ướp. Chứ phải rửa qua đi. Phải rửa. À rửa xong mới ướp thôi đúng không? Xuyên vào bếp để nhỉ? Chế biến những cái món ăn ngon để ẩm thực của Tây Bắc mình ấy. Em chắc là con cả. Em con thứ hai, cũng là con út luôn. Nhà có mấy chị anh chị em? Em có anh trai. Anh trai, thảo nào con gái nên chịu khó thế, biết làm cái gì mới làm nhỉ. Này thì làm sao ế được nhỉ? Em vẫn đang ế đây, chưa có người yêu đây. Lại chém rồi. Đó rồi. Thật mà. Hôm nay anh quyết định ở đây à? Không, anh tí về chứ. Ở đây đi, về làm gì? Có ai giữ lại đâu. Em giữ đây à. Em chỉ mời anh ăn xong em đuổi về à? Về làm sao được, nhà xa mà. Bắt đầu mình cho riềng, cho mẻ, cho riềng vào và ướp đấy. Muối, mì chính à? Mì chính. À mình ướp muối rồi nhỉ em nhỉ? Muối em rửa qua thôi. Đây là cá nhé. Sợ mặn. Sợ mặn. Đây là sợ mặn. Đây là bột canh này. Cho mì chính này, bột canh này. Mẻ này, riềng này. Đây là bột ngọt này. À gì ngọt, clo. Cho mình ướp lên này, cá này. Con cá này cũng phải khoảng độ hơn cân, 2 cân nhé em nhỉ? Vâng. Thịt rất vàng luôn mọi người nhá. Đấy. Bằng tay cho nó ngấm. Bóp, giờ bắt đầu là bóp, bóp xong là để 30 phút rồi em? Vâng, 15-30 phút. Xong là mang đi nướng. Mẻ cho nó nhiều. Bây giờ Bảo Đông đưa sang Hà Giang anh chơi. Vâng. Thì hôm nào có dịp em rảnh thì em đi được. Kiểu 12 cuối cấp ấy, bận. Ừ. Ôn thi. Thế là bây giờ là 12 cuối cấp và ôn thi nhiều nhỉ. Vâng. Chắc vậy. Dự định là học trường nào cho em? Em sẽ học xong lấy chồng rồi, nhưng mà người yêu chưa có chồng con gì. Em cứ thế. Dự định học đại học 70 mâm chứ. Ừ. Em cứ nói thế tí người yêu em lại nghe thấy. Ơ, không có nghe đâu mà. À. Nổi tiếng trên đất Lục Yên đây này. Ủa, em chưa nổi tiếng đâu. Đây là món ốc cá nướng này nhỉ? Cá nướng ạ. Cá nướng à? Vâng. Cá nướng thì bác thì cũng... Bác ăn thử xem. Thử. Em quen Trang, em ăn chưa em Trang? Quen rồi. Em ăn rồi, ngon lắm anh ạ. Ngon lắm ạ. Bởi vì là mọi người có em ủng hộ tinh thần mà, nên là kiểu em thấy món gì nó cũng ngon hết đấy. Có đầy đủ gia vị. Căn bản mình lại ăn ăn luôn ở đây. Là nó đang nóng. Đang nóng. Đúng rồi. Em ăn chưa? Đút vào đây vào cho ốc. Ăn trực tiếp trong là... Rong. Bác ăn cho cháu không? Ba bánh chảo. Ba bánh chảo không? Dạ biết thằng đâu thích chứ bây giờ cái bác thì thích cháu thì còn ra cái gì. Ba bánh chảo là con dâu bác không? Tôi hỏi cho biết. À ừ thì cứ bác thích cháu không thì cho bác ngại lắm lên.
riêng bán. Nói ngoài về tài điển đất làng mang ở đây không ai thích, không ai chế bác một tí nào. Từ già đến trẻ. Nước chấm có vẻ hơi chua. Chua. Không biết là thằng Đông nó thế nào. Ngon.